nằm ngay cụm công nghiệp Bình Ninh luôn đó. Phương này thì rất là sầm uất rồi quý anh chị, đây buôn bán tấp nập luôn ha. Đây quán cà phê nè, cái lô đất này cách mình khoảng 80m thôi quý anh chị, cách ngã tư này là 80m nè. Đây vô trong đó là cụm công nghiệp, là cũng 5-7 công ty lớn ở trong đó quý anh chị, công ty trái rồi đó ha. Đó, thì cái nền đất của mình cái hướng này ha, và cách đây là 80m. Ở đây công nhân đang chuẩn bị về nè quý anh chị. Đó, công ty Sunjin Tiền Giang Vina thì lô đất này cách đây là khoảng 80m nha quý anh chị. Đó. Rồi giữa bữa nay là buổi chiều là công nhân đang tan ca ra nha quý anh chị. Đó, công nhân tan ca ra nè, công nhân của công ty này nè nha. Đó, cái nền đất của mình thì sát bên đây luôn, quý anh chị có thể cấp phòng trọ là kinh doanh nha. Đó, công nhân đó nhân rất là đông nha. Đó, cái chỗ mặt bằng này thì hiện nay mình đang kinh doanh cho thuê bán đồ ăn sáng. Bán cơm, bán bún nha quý anh chị. Đây. Cái khu mà em cần giới thiệu cho quý anh chị là khu này. Khu này nó khá là đắc địa luôn nha quý anh chị. Ở đây mình ăn sáng rồi đi làm luôn nè. Đó. Bánh nước, bún thịt nướng cơm sườn nè ha, khu này nè. 1660 cây lâu năm. Từ đây mình thẳng lên đỉnh là khoảng 2 cây số là mình đụng với lại ủy ban nhân dân xã Bình Ninh. Ở đây em xin nhắc lại địa chỉ của mình là ấp Hòa Lợi Tiểu, xã Bình Ninh, huyện Trà Gạo, tỉnh Tiền Giang. Đó, quý chị thấy công nhân đó quá chừng luôn nha. Đó, em zoom lại thấy không, công ty giờ tan ca ra nè. Đó. Rồi mình đây mình lên Chợ Gạo khoảng 10 tới 15 phút là mình tới trung tâm huyện Chợ Gạo nha quý anh chị. Xe rất là nhiều nè. Ở đây cũng có rất là nhiều người bán ăn sáng nè. Phía trên đây cũng có luôn. Đó. Thấy mặt bằng không? Mặt bằng này bằng với cái đường huyện 23B luôn á quý anh chị. Giá bán cho khu này là 1 tỷ 250, có thương lượng nha quý anh chị, thương lượng chính chủ luôn, rồi gặp anh Phương thương lượng nha. Chỗ này anh Phương có nhờ em quay nha. Từ cái mí này qua 6m, dài 60m, lâu năm. Quý anh chị nào quan tâm thì kết bạn với em qua số điện thoại 0973 267 574, em sẽ gửi sổ sách cho quý anh chị mình xem. Em xin kết thúc video, hẹn quý anh chị mình ở những video tiếp theo của kênh ạ. Xin đi ra phía sau khu đất của mình ha, em nhờ phần đất phía kế bên, em đi ra phía sau đất của mình cần bán nè. Đây, khu đất của mình phía sau như thế này. Đó, nó chăn nuôi. Đây có trồng dừa nha quý anh chị. Đó, 60m lận, em đi coi tới cái cọc ranh em chỉ cho quý anh chị nha. Đây mình cải tạo lại làm vườn quý anh chị. Này còn nhiều cây tạp trong vườn quá. Đây, tới cái cọc này là đất ranh đất của mình đây. Cái trụ ranh nè. Đây ha, qua là 6m ha. Đó, cây ăn trái là đầy đủ cái ăn trái dừa, xoài, bưởi. Đó, quý anh chị chỉ cần về cải tạo lại ngẫu cỏ ra bỏ ra. Giá bán 1 tỷ 250 thương lượng nha quý anh chị. Đất này đắc địa luôn á, ngay trung tâm cụm công nghiệp nha. Đó,